Báo Tuần Hiệp hội Hạnh Phật Đà, kỳ 21, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Tổng mục lục kỳ 21. 1. Đạo luật và hiến pháp. 2. Duyên khởi. 3. Đường về nhà Như Lai. Hiến pháp Hiệp hội Hạnh Phật Đà. 36. Thư ký. Thư ký phải: A. Điều phối thư tự của Hiệp hội. B. Đảm bảo tất cả các biên bản ghi chép về các tiến trình của cuộc họp Tổng Đại hội và các cuộc họp của Ủy ban được lưu giữ theo mục 38 của Đạo luật. C. Duy trì sổ đăng ký thành viên theo mục 34 của Đạo luật. D. Trừ khi các thành viên có giải quyết khác tại cuộc họp Tổng Đại hội, bằng không ngoài những văn bản khác do Thủ quỹ quản lý theo khoản 37 năm ra, thư ký có quyền lưu giữ tất cả các sổ sách, tài liệu, hồ sơ và sổ đăng ký của Hiệp hội, và E. Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo quy định của hiến pháp này đối với thư ký. Còn tiếp. Cảm ơn quý vị đã nhiệt tình theo dõi. Mời đón xem kỳ tới. Tổng giới thiệu thành viên tổ báo chí: Tổng cố vấn Hiệp hội Hạnh Phật Đà BPI, ân sư Penny. Tổng biên tập: Thích Ấn Nhạc, chủ tịch Hiệp hội BPI, giảng sư phòng nghiên cứu giáo lý Phật Đà BPI. Phó biên tập: Thích Nữ Trần Ngộ, giảng sư phòng nghiên cứu giáo lý Phật Đà BPI. Phiên dịch: Thích Nữ Thiền Uyên, tiến sĩ ngành ngôn ngữ học và ứng dụng ngôn ngữ học. Diễn đọc: Hà Diễm, phóng viên Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đọc: Cao Trí, phóng viên Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách âm nhạc: ca sĩ Nguyễn Thành Nhân. Duyên khởi. Kệ tán thán ân sư, thiện tri thức từ bi hỷ xả, trong ngàn muôn kiếp khó được gặp, còn ngày nghe thấy vui theo gót. Nguyện thường văn tư tu diệu pháp, nguyện chứng cảnh chân thật như Phật. Nguyện thường thờ phụng báo ơn thầy, nguyện theo thầy tu hạnh Phật Đà. Đệ tử tiếp tục hỏi: Nguyên tắc phát nguyện của chúng ta là gì? Ân sư đáp:
nếu lời nguyện của chính chúng ta phát khởi, thì phải hiểu tường tận và cũng phải làm cho người khác hiểu tường tận. Lời nguyện của chư Phật đều đã được thành tựu, đó là lời nguyện tốt nhất. 10 điều hồi hướng trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là viên mãn nhất. Lời nguyện do chính mình tự phát ra, không nhất định sẽ phù hợp với người khác. Ví dụ, tôn giả A Nan khi Ngài phát nguyện, Ngài không phải để mong đạt được bất cứ điều gì, mà chỉ là phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Đệ tử hỏi, còn nếu con muốn phát nguyện đi theo các vị Phật hoặc Bồ Tát thì sao ạ? Chẳng hạn như hóa thân của chư Phật Bồ Tát, những bậc thiện tri thức mà con muốn đi theo. Ân sư đáp, hóa thân của chư Phật Bồ Tát cũng cần phải có sự thỉnh cầu của chúng sanh. Quý vị không cầu thì chư Bồ Tát làm sao cảm ứng được? Chư Phật Bồ Tát sẽ không bao giờ làm những việc mà không đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nếu con phát nguyện đi theo chư Phật và Bồ Tát thì tốt nhất là có một quả báo đẳng lưu tốt. Bởi vì là quả báo đẳng lưu, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rằng tiêu chuẩn của thiện tri thức là gì, trong kinh điển nói như thế nào. Ví dụ, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm quyển 53 có nói: Này Phật tử, Bồ Tát Ma Ha Tát có 10 bậc thiện tri thức. Những gì là 10? Đó là: 1. Bậc thiện tri thức khiến an trụ tâm Bồ Đề. 2. Bậc thiện tri thức khiến sanh trưởng thiện căn. 3. Bậc thiện tri thức khiến thực hành các pháp Ba La Mật. 4. Bậc thiện tri thức khiến hiểu và giảng nói tất cả pháp. 5. Bậc thiện tri thức khiến thành thục cho tất cả chúng sanh. 6. Bậc thiện tri thức khiến nhất định được biện tài. 7. Bậc thiện tri thức khiến không chấp trước nơi tất cả thế gian. 8. Bậc thiện tri thức khiến ở trong tất cả các kiếp tu hành không sanh tâm nhàm mỏi. 9. Bậc thiện tri thức khiến an trụ hạnh phổ hiền. 10. Bậc thiện tri thức khiến được đi vào trong nhất thiết trí mà chư Phật đã chứng nhập. Đó gọi là 10 bậc. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 453 có nói: Các bậc thanh văn và các bậc thượng sĩ nào có thể giảng nói, và các bậc thượng sĩ nào có thể giảng nói, khai thị, phân biệt rõ ràng cho Đại Bồ Tát về nghĩa lý tương ứng của các pháp như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, và khiến cho trở nên dễ hiểu, thì cũng gọi là bậc Bồ Tát chân thiện tri thức. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 27 có nói: Thế nào là thiện tri thức? Người nào có thể nói pháp không? Vô tướng, vô tác, không sanh không diệt, cho đến nhất thiết chủng trí, khiến tâm ý con người đi vào sự hoan hỷ, tin tưởng vui thích, thì đó gọi là thiện tri thức. Kinh Diệu Pháp Hoa quyển 7 có nói: Nên biết rằng bậc thiện tri thức là nhân duyên lớn, nghĩa là nhờ sự hướng dẫn giáo hóa mà khiến được thấy Phật, phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đường về nhà Như Lai, tác giả Thích Nữ Chơn Ngộ, phần 6. Tôi tiếp tục đi ra bến xe, mua vé xe và lên núi Kê Túc.
xe chạy một quãng đường rất xa. Mãi đến 5 giờ chiều mới đến chùa Phật Tháp trên đỉnh núi Kề Túc. Xe tinh tan, chạy nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi. Tôi bước xuống xe, trước mắt tôi là một ngôi chùa thật lớn. Bước vào cổng chùa, hai bên cổng là hai bức tượng Kim Cang hộ Pháp. Tôi lễ ngài xong đi vào bên trong chùa. Vừa bước lên sân, tôi rảo mắt nhìn quanh. Ôi, một ngôi chùa thật uy nghiêm. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, gọn gàng. Trước sân có một số sư cô đang làm công việc. Tôi bước đến chào, và quý cô bảo tôi đi vào phòng tri khách. Tôi theo chỉ dẫn đi vào gặp sư tri khách. Sư hỏi tôi cần gì. Tôi liền thưa có người chỉ tôi ở chùa này, có giảng kinh và muốn đến để xin học. Sư cô ấy nói sơ qua cho tôi những quy tắc luật lệ trong chùa và bảo tôi xuất trình giấy tờ và chứng niệm thọ giới. Nhưng khi tôi đến Trung Quốc du học, tôi không mang theo chứng niệm thọ giới, chỉ có hộ chiếu và thẻ sinh viên của trường đại học Vân Nam. Sư cô bảo tôi không có chứng niệm thọ giới thì chùa không thể tiếp nhận, và bảo tôi ra về. Tôi nghe xong trong lòng rất tuyệt vọng và lo lắng. Đã 6 giờ chiều rồi, lúc này liệu có còn xe xuống núi không? Làm sao kịp mua vé tàu để về trường đây? Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tìm được chùa đã là một vấn đề khó khăn. Bây giờ trời sắp tối rồi, họ không cho ở lại. Tôi biết đi đâu, về đâu giờ này đây? Tôi nói với sư cô, dù gì con cũng đã đến đây, quãng đường dài đằng đẵng, khó khăn lắm mới đến được. Có thể cho con vào chánh điện lễ Phật xong rồi con ra về được chứ? Sư cô đó bảo, ở đây người ngoài không được phép vào chánh điện. Nghe xong trong lòng tôi rất lo lắng. Tôi chần chừ một hồi và nhìn ra ngoài sân, xa xa thấy một ngôi tháp màu trắng. Tôi nói rằng có thể cho phép tôi ra chỗ tháp đó lễ Phật xong rồi đi về được chứ? Sư cô gật đầu đồng ý. Còn tiếp.